Bữa qua kể cả cái đầu bò tót, cái đầu bò tót xịn nhưng không phải bò tót nó bán gì kiểu của Trung Quốc nó mà nó có dâu đâu. Cái đấy là thế thượng phòng, cái đấy là đầu bò tót xịn đấy. Nó nuôi ở vùng Nam Phi mà nuôi sa mạc nó mới được cái nuôi sừng nó vòng xuống. Đấy, không nó nhiều kiểu thế sừng nó như người vậy thôi, nó có nhiều kiểu loại nhưng mà cái loại mà nó bán mà sừng nó cứ dài hàng mét là cái loại là loại của công nghiệp nó làm. Nó đi bán dâu ấy, còn cái này nó mới là sừng xịn của nó, là đầu xịn của nó. Vâng, đây là không gian của nhà anh Vĩnh ở Yên Mô, Ninh Bình nhé. Hôm nay chúng tôi có đến thăm không gian gia đình nhà anh. Thì đang ngồi trong phòng uống nước. Tôi cũng lên hình cho chúng ta cùng xem một chút về cái không gian của nhà anh Vĩnh. Đây là cái nhà trước đây anh ở. Bây giờ anh mới xây một cái nhà mới ở bên ngoài rìa đường. Chúng ta xem qua cái gia này, sau đó ra ngoài xem cây nhá. Bác Vĩnh cố gắng giới thiệu cho anh em một chút về cây tí nhỉ. Em chưa hiểu lắm về những cái cây của bác. Bác giới thiệu qua cho em tí. Cây thì chú đi phóng sự thì chú hiểu, chú thuyết minh được. Còn thì thực ra anh thì chơi cây hoa cây quả, anh chỉ cứ... Vâng, tôi sẽ... Không, tôi thì chơi toàn bóng mát. Ở trên nhà mới tôi toàn bóng mát. Nhưng bóng mát tôi phải thích tôi mới mua. Còn không thích cho tôi không lấy. Tính của tôi chơi cây như vậy. Kể cả bất kỳ cây bóng mát này là cây bonsai hay cây nghệ thuật cũng vậy. Vâng, chúng ta cùng ra xem cái cây khế nhé. Bác Vĩnh bác có một cái cây khế rất đẹp, rất nổi tiếng. Tôi lùi xe ra không để đứng quay cho nó thoải mái. Không cần. Vâng, anh Vĩnh là một người chơi rất kỹ tính. Anh ấy không phải là chơi cây nghệ thuật, chỉ cây tự nhiên mà những cây nào anh thích là anh sẽ mua. Và anh ấy xây những cái nhà và những cái từ đường trông rất hoành tráng. Đây là một cây khế cổ nhá. Như anh Vĩnh giới thiệu, đây là cây khế cổ của Việt Nam. Mọc ở rìa ao. Dáng rất tự nhiên. Như theo lời của anh thì cây này trên 100 năm tuổi rồi. Những phần thân chính đã mục lũa đi, để lại những cái sẹo. Cây già lu biếu nhá. Như anh Vĩnh nói là cái cây này ở khu vực gần sân trường, bờ ao. Khi cây lên thì học sinh cứ leo ra, cái cành lá ra ao này. Học sinh cứ leo đi ra. Anh mua được cái cây khế ở sân trường, rìa ao sân trường. Cây này nó lại rất côn cây. Dáng bay đẹp. Anh mua về tay cành đã được uốn và đã lớn như kia rồi. Định hình xong. Trái khế cổ nó rất mỏng nhá. Mỏng nó xoắn cánh như thế này. Đấy là cái điều dễ nhận biết nhất. Còn như cây khế này thì có cái tay bay. Tay bay nó lại cong tự nhiên. Và lu biếu ra cả ngoài đầu cành. Đấy, rất độc đáo. Nó cứ lên xuống bồng bềnh này. Và đang có cả hoa và cả trái nhá. Đây chúng ta có thể xem cái không gian bên dưới. Hồ cá, ao sen. Có cò. Lão Tiên, lão Mai ngắm cảnh. Mặt trong là mặt chính. Vâng. Bác giới thiệu thêm cho em một chút về cái cây này đi. Tôi sẽ đi vào vế trong để cho chúng ta cùng xem cái vế đẹp từ bên trong nhé. Bác cho khán giả xem ít thông tin về cây này nhỉ. Cây này thì
Vâng. Nhưng mà anh cũng lại của một người khác. Trước đây là người khác là mua của cái người ở cách đây hơn 10 cây là dưới bờ ao, nó gần trường học. Vâng. Cho nên là học sinh ngày đấy nó người ta kiểu kinh tế khó khăn mà. Vâng. Người ta đói bắt đầu cứ trèo lên với dân làng sang để xin khế và coi như là để ăn với kho cá các thứ đấy. Vâng. Vậy là dẫm nhà là tự nhiên nó mới tạo ra được cái thế như thế này. Vậy thì là cái đợt cái người chủ cũ người ta mua là người ta nói là cây này là 197 năm. Vâng. Đấy là người ta nói cái gia đình người ta ấy, người vì cái bà ấy là về làm dâu là cái năm đấy xuống mua là bà 89 tuổi. Bà kể chuyện vậy mới biết. Vâng. Chứ còn mình ngỏi làm gì, bao nhiêu năm hay không kệ, mình mua về mình chơi mà. Vâng. Nhưng cái chủ trước nó mua về nó vậy. Vậy trong nó mua về là được 3 4 năm là tôi xuống tôi mua lại của người ta. Đấy, nó là như thế. Cây già. Thì cái đợt mà người ta bán cho tôi, người ta bảo 197 năm, mà bây giờ tôi dùng được khoảng 7-8 năm, 8 năm này. Hơn 200 năm, đấy nhá. Nội dung đó. Chúng ta cùng xem. Vâng. Cái cây này là cây khế cổ thực sự đấy. Vâng. Quả nó thì cứ hàng tạ. Nhiều người, người ta cứ xem tivi, người ta bảo anh ơi anh cho cái gì mà lắm quả, mà tôi có cho cái gì đâu. Và người ta bảo là hướng dẫn người ta cái cách chăm cách trồng, nhưng mình có biết gì đâu, mình mua về mình chơi. Vâng nhá, cây khế cổ như bác chủ nhà bác vừa giới thiệu đấy, là cái cây này ra rất nhiều trái, ra quanh năm luôn đấy, có cả hoa và trái nhỏ nhá, trái to trái chín. Cắt giật đấy, cắt giật thì nửa tháng nay đấy. Anh mới mới cắt à? Nọ tạ quả vứt đi hết, cây này cứ tạ quả từ giờ đến tháng 3 nó cứ vàng cứ không biết. Cái chua không biết sao, những cây khác nó chỉ tầm tháng 10 tháng 10 rồi, cái quả như cây nào cũng kết quả mát. Đây này ông chắc cũng sinh về ông quay đấy, hai mươi mấy đấy, cứ vàng, người ta đi chợ người ta vào người ta xem, không biết sao cây này nó bị tức là quả nó bị trái mùa như vậy, nó cứ ra quanh năm. Cây khế cổ nó siêu trái. Cây hoa hồng này cũng đẹp quá nhỉ. Cây hoa hồng đấy là giống của Nhật Bản, nó cứ ra hoa quanh năm nhưng mà hoa nó to lắm. Hoa to chứ, mà nó màu này. Chứ nó không như cái hồng nhung, hồng đỏ đấy. Vâng. Cứ đến mùa này thì là nó mới hoa to, còn các mùa khác là hoa nó bé tí tí. Gốc khá lớn. Đi. Một cây khế có dáng rất điệu nhá, đẹp bay. Chúng ta có thể nhìn theo cái hướng này. Mà lại tuổi thọ cao, thân hình đẹp. Chúng ta có những cây đẹp thì chúng ta sẽ có cái tư tưởng thoải mái, chúng ta ngắm. Bây giờ tôi sẽ đi qua một số cây nhá, giới thiệu cho chúng ta nhá. Và sau đó sẽ vào trong tư đường nhà bác. Đây là cây hoa hạnh. Bác này bác có cây bàng xoắn. Xoắn nghịch thế này, xoắn tứ tung. Vâng, đường đua công thức 1. Đây là cây lựu nhá, cây lựu cổ nhá. Chúng ta xem cái gốc của cây lựu cổ này rất lớn. Khoảng hơn 2 găng tay của tôi. Cây này khá nhiều trái này. Vâng, chúng ta sẽ ra phía ngoài vườn.
Đây là cây mẫu đơn vàng, một trong những cây mẫu đơn lùn bệ lớn. Cũng hơn 2 gang tôi nhé. Vâng, đây là một gốc hoa nhài. Gốc nhài cổ nhá. Gốc nhài bonsai. Đúng không? Anh nào? Trong cái đấy thì nó nói rồi, một là anh lấy cả mà hai nữa là củ của cây nhài này như là lu luôn nhá. Củ của nó mọc lu luôn, phát lu luôn. Phình ra. Anh chị mang tiếng cậu ra thì mình mới hỏi như vậy, anh nhớ còn vào mình báo này thì anh chị bán thì mình lấy được hùng thôi. Thì anh chị đang để nhà lên là lấy luôn cảnh tiên tâm về giấy tờ thì nếu như không đúng đầu ve, anh của anh em chẳng nhẽ đi, chẳng nhẽ đi nói dối anh, nếu không đúng đầu ve anh bỏ ra 1.900.000 đồng đền luôn cho anh 1.800.000, riêng với ai thì khác, với em là như vậy. Làm sao ông anh còn là bắt ruột em mà nói dối em để mất uy tín của em thì tôi chết. Chứ quả lu ghê. Tôi không rõ cái này cây gì. Anh không hiểu à? Tức là chị ấy, chị tức là mẹ chị với bố em là hai chị em ruột. Đấy, vậy cho nên là chị bảo là bán được cậu không bán được người ngoài. Còn trường hợp cậu không mua thì chị biết tích. Vâng, đây cây hoa giấy dáng đổ nhá, đang làm. Đây là cũng là cây hoa giấy siêu hoành. Đầu ve là đầu ve chứ không mình lăn tăn một cái điều gì cả. Hoa giấy đấy, hồng sen. Chỉ có điều là cái giá ấy, tức là hôm qua cũng em nói anh, nếu như nó người ngoài thì mình mua đất mua rẻ là quyền mình, nó không quan trọng. Nhưng mà đây là người trong nhà cho nên là một cây xanh nam điền ôm đá. Cho nên là mình biết khá điệu. Nghe chưa? Nên chị bảo là thôi cậu cứ đi hỏi giá đi, nó hợp lý là làm sao cái giá nó như thị trường nó rẻ hơn cho cậu một vài chục thì tôi lấy. Như vậy chứ có phải là em cái gì đâu mà người ngoài đâu mà làm tộc kiểu đấy. Đấy cho nên là bậc vĩnh bậc chơi bẻ đá nhá. Đây có thể là cho nên tại sao là em không quyết là bao nhiêu cái này, là ví dụ bây giờ một có vẻ như bè cổ được, mà hai anh em mình trúng được thì anh xem. Và đây cũng là bè cổ nhá. Để cho nó hợp tình hợp lý giữa bà chị em và bác Vĩnh anh. Bác là doanh nhân. Nhưng mà không hợp lý là thôi, anh hiểu không? Chứ không phải là mình cũng không phải là người chuyên sâu về cái mảng cây cảnh nghệ thuật, nhưng bác thích chơi. Còn giấy tờ lên cái là có ngày có cái bác thích chơi nhá. Bác sắm cho mình một số những cái mà bác thích. Đầu ve là đầu ve chứ thì em đừng đi nói dối. Đây là cây suối nhá. Thì là anh yên tâm anh làm với tôi một cái gì nhá. Tất cả cái gì tôi sai tôi đền 100 lần. Đây không phải lo cái vấn đề đấy. Chứ không phải là nhà mình như người khác tôi tả này, tôi làm mà tôi chịu chứ tôi không bao giờ tôi xem cây hoa sứ thác đổ. Vâng, đây là một cây sang nhá. Cây sang này là cái cây sang có thân rất quái, thân rễ quái lồng vào nhau. Đây là hai cái rễ bên dưới lồng vắt chéo vào nhau, lên đây quạt xuống cúi đầu về đây. Rất độc. Vâng, đây là cây ngọc bút nhé, ngọc bút nghệ thuật. Cây ngọc bút này có dáng co lắc điệu đà, hai thân, thân cao và thân thấp nó phụ họa cho nhau, đều bay theo một hướng.
Đây là cây mượt quế ba cây đang làm tiếp nhé. Đang uốn. Còn đây là một cái cây hoa mẫu đơn. Đơn cam nhé. Thân cốt này cực khủng luôn. Còn méo hết cả thân rồi đây này. Này hai găng nhá. Trên này cũng thế. Hai găng. Chúng ta xem cái đế của cây này nhá. Không, thì tao nói ví dụ như vậy mà bây giờ chứ còn đừng có nghĩ gì về cái vấn đề đầu với ai không tất cả gì. Đế của cái này hơn 3 găng. Vâng, đây là một cây ruối. Có cái thân lùa và hốc đá nhìn khá đẹp. Thân nhỏ nhưng mà cái bệ đá này nó đã tạo cho một cái bệ giả rồi. Cũng rất hay nhá. Còn đây là những cái đồ của Bắc Vĩnh này. Đây là cây hải châu, cây sung. Viên đá lũa. Và một cây xanh ngồi đá. Cây này khá điệu như ngồi trên lưng con rùa ấy. Đá không thể như đầu rùa nhưng mà nó thì như đầu rùa. Nó bị rơi bắt đầu nó bị mất cái này ra nên nó mất cái đoạn rêu này. Vâng. Chứ còn trước là nó sùn hết rồi mà nó lâu rồi, mua về chơi mà. Cây này cũng điệu nha. Tí em nhờ bác vào giới thiệu qua cái từ đường tí. Cây này. Cây này là cây du này. Vâng. Cây này mai châu thủy. Cây này là mai châu thủy lá nhỏ. Đấy nha, cho chúng ta xem nốt hai cây này rồi đi vào từ đường nhá. Phải nói là cái điều tò mò đang bên trong. Đây là cây hồng ngọc mai nhá. Cây phi lao lụt lực. Gọi tên nó là mai hồng ngọc. Mai hồng ngọc. Cây mai hoa nó ra như kiểu màu hồng gọi là mai hồng ngọc chứ hồng ngọc mai thì lại gọi hoa là trước cây đúng sau. Rồi. Đúng rồi. Nhiều người ta cứ gọi kiểu vậy cái điều thôi kệ người ta mình nói gì cái việc của người ta. Vâng. Vâng, tôi cùng với các bạn đi vào trong từ đường xem từ đường của bác nhá. Bác Vĩnh. Cây mẫu đơn này khủng thật, em vừa quay rất kỹ rồi. Đây là cây trực hoành này. Vâng. Sang trực hoành, kia cái chuối lắm quả lắm, trông vậy. Vâng. Anh Vĩnh làm một cái từ đường gọi là cái khu thờ tự gia tiên. Nhưng mà bác ấy làm rất là công phu tỉ mỉ. Tôi sẽ nhờ bác ấy. Bác ấy giới thiệu. Anh giới thiệu qua một chút cho khán giả cùng xem cái từ đường này. Anh làm mất nhiều công không? Đây nhá. Và tôi sẽ giới thiệu qua cái khu vực đá này. Đồ chơi của bác để trước cửa. Đồ cổ có nhá. Đồ đá, đồ cổ có. Đấy. Cối đá này. Rất nhiều thứ luôn. Rất đẹp. Bác Vĩnh bác ấy chọn lựa sản phẩm rất kỹ lưỡng. Hai bên cửa từ đường là có hai cây trong chậu lớn, đó là cây mộc hương bên này. Và ở vế bên đường bên này là cái cây mẫu đơn cũng cốt lớn. Đơn cam hơi dài chút các bác theo dõi nhá. Tôi nhờ bác Vĩnh bác vào giới thiệu trong từ đường. Anh giới thiệu cho anh em xem từ đường của bác tí. Vâng. Đây là cây đè nhá. Đè trắng. Đè trắng. Đi. Vâng. Đúng bác. Vâng. Này là cái đặc biệt này. Bác giới thiệu từ hai cái bức bên ngoài này. Cái bức này có ấy là gì anh? Cái bức này là bên trên của cái bức tranh này kia là
là ngũ lân vờn cầu trên gậy như ý, tức là năm con lân vờn trên cái quả cầu nó ở giữa đấy. Và cái giờ gậy như ý nó có cái núm đấy, tức là cái tích của nó là phú quý tài lộc bình an. Còn cái bức tranh này là cái bức tranh gọi là được bức tranh làng quê. Tức là nói về cái làng quê của tôi là có cây đa, giếng nước, sân đình. Đấy, chú hiểu không? Và tất cả kia là cái trường học này. Đây, trường học đây này. Đấy, cô giáo đang cấp sách tới trường này. Còn đây là những cái nhà dân ở ria trường học. Đấy, có những cây cau, cây chuối, cây dừa. Và đây là cái người dân đang đi cấy. Và đây là những người đang đi tung lưới chài. Tung chài. Vâng, và đây là tuổi thơ đi thả diều ở trên đê của làng. Và đây là cái người kéo vó bè ở các cái con sông, con ngòi đấy. Đấy, và đây là cái khóm tre của làng này, đi trâu đi trước và là cột vào đây là nghỉ mát. Đấy, và đây là quê hương là cầu tre nhỏ này, mẹ về non lá nghiêng tre. Đấy. Vâng, đây nhá, chúng ta cùng xem này. Đây là đục cái bức tranh này, đục 11 phân và đục đục là đục trực tiếp chứ không phải chắp chiếc gì cả. Đấy, cái hay ở cái chỗ là đục lọng này mất rất nhiều thời gian này, nhiều như cây đa này là cũng đục hết bằng tay hết. Cái này là nghệ nhân nó làm mà nó tỉ mỉ lắm, chứ còn người mà sốt ruột thì không làm được. Bởi vì nó kỳ công lắm. Còn đây là người dân đang đi lao động, đang đi làm, đi cuốc với đi gánh khoai, gánh lúa về. Đây là người đi chở lúa về. Chở lúa về. Còn toàn bộ là nổi hết. Đây là cái ao sen của làng. Ao sen này của làng đấy, làng gần như ngày xưa các cụ làng nào cũng có ao sen. Còn đây là cái cây khế này lại gọi là quê hương là chùm khế ngọt đấy. Vâng. Cho con trèo hái mỗi ngày đấy. Đấy, quê hương là cầu tre nhỏ đấy. Đây nhá, trong nhà chúng ta xem này. Có cái từ đường nào mà lại làm công phu tỉ mỉ như cái từ đường này không? Toàn bộ là gỗ quý, đục lọng toàn bộ. Rất là công phu. Anh làm cái từ đường mất nhiều năm không? Mất cái này là nó vào khoảng từ lúc khởi công cho đến lúc coi như là khánh thành, nó rơi vào khoảng tầm ngót 4 năm. 4 năm. Chủ yếu là nó lâu ở cái công đục này thôi. Vâng. Chứ còn nếu mà làm chỉ có xây bằng mộc không thì nó chỉ độ khoảng tháng 2 tháng là xong. Vâng. Nhưng mà đục thì nó lâu lắm, vì cái này nó không làm nhanh được, làm nhanh là nó hỏng ngay. Cho nên là cứ phải làm đó. Đây này, chúng ta xem cái đầu đốc nhá. Tôi xem qua hai cái đầu đốc bên hai bên này. Những bức tranh. Đấy, những bức tranh các bác đục lọng toàn bộ là tranh nổi nhá. Đục lọng rất kỹ. Anh Vĩnh anh tuyển thợ giỏi ở khắp nơi về để làm. Đục lọng xuyên suốt luôn. Kênh bông. Đấy. Xung quanh nhà đều như vậy. Cái sự công phu tỉ mỉ chính là ở chỗ này đây. Tiền công thậm chí còn nhiều hơn cả tiền gỗ. Đúng không anh? Đây bác giới thiệu qua cho em cái vế bên này. Đây vế chính chưa? Vâng. Đấy cái bên trong cùng gọi là khám thờ, gọi là trúc long trầu hồng, tức là hai con long hóa trúc trầu và bông hồng đấy. Vâng. Còn dưới là cái lèo của nó là sen hạc. Vâng. Và những cái con công, con phượng, con nghê các thứ đấy. Vâng. Đi chung quanh vào với con quy là con rùa rồi đấy. Bên hai bên trong kia là con đầu hổ phù với những con thiên mã, cái tùng lộc, các cái tích của nó đây. Đấy. Vâng. Cho nó phong phú cái khám thờ của nhà mình lên. Còn cái ba cái chữ nho của cái bức thái tự này là chữ đức thiện đường, tức là mình làm cái gì để mang cái đức, cái thiện về cho gia đình mình. Vâng. Đường là nhà. Còn cái cửa võng này là tôi đục là lộc hạc quần tùng, tức là ý là nó mang ý nghĩa đến là trường tồn và thịnh vượng. Vâng. Trường tồn là mãi mãi mà, thịnh vượng cho gia đình mình. Đấy là lộc hạc quần tùng, quá công phu đấy. Và đấy. Còn cái khám thờ này gọi là tứ linh hóa. Và tứ linh hóa. Đây nhá. Các bác xem này. Còn đây là nghê gánh. Cái đồ rất là kỹ lưỡng. Cái đục bốn mặt luôn mà. Đục cả bốn mặt của cái đây là gọi là cái bao loan, hương án. Cái bao loan này thường thường là người ta chỉ cần làm nó đơn giản thôi, nhưng mình đục nó tỉ mỉ thì trông cho nó. Đấy, chúng ta xem này. Đục bằng tay hết mà, xuyên suốt hết, chỗ nào cũng vậy. Ban này là bằng gỗ mít hết. Vâng. Gỗ mít nó rất là bền, nhưng ông phải chọn được nguyên coi như là cái ấy của nó kìa.
Vâng. Chứ không được chọn cái rác vào. Thế còn cái gỗ nguyên liệu làm cho cái nhà này thì anh chọn gỗ gì anh? Nó phải 5-6 loại, cả gỗ mít, gỗ xoan, rồi gỗ rổi, gỗ lim. Vâng. Những cái gỗ vụ, tóm lại là nó cũng 5-6 loại gỗ đấy. Vâng. Ừ. Còn những cái bức bên trong kia gọi là cái cửa võng, đấy là gọi là tôi đục cái tích của nó là bách cầm thưởng nguyệt. Vâng. Tức là bách có nghĩa là nhiều các loài chim về là quây quần lại để thưởng thức cái mặt nguyệt. À. Ý nghĩa của nó là đất lành chim đậu, mang đến cảnh bình yên cho gia đình mình. À. Đấy, chú hiểu không? Đây em còn... nhìn kỹ. Toàn bộ từ hai bên đấy, hai bên phế phóng lên đó. Lên kia là toàn là chim thôi. Đấy, bách cầm thưởng nguyệt. Cái con chim sâm cầm đấy. Và nó đậu là vào những cái cành mai, những cái cây trúc giờ đấy. Vâng. Rồi là để nó thưởng thức cái mặt nguyệt. Là ý nghĩa của nó là đất lành chim đậu, mang đến cảnh bình yên cho gia đình. Còn bác... tôi đục cái quạt dưới này là tức là công phù dung, tức là đôi công của những bông hoa phù dung. Vâng. Và một bên là tùng hạc, một bên là tùng lộc, tức là trần sao cũng vậy, mà mình dâng vào trong nhà thờ hai cái quạt gỗ. Vâng. Bên kia cái, bên này cái, để có mất điện thì các cụ còn lấy cái mà quạt mà. Rất công phu nhá. Đấy là như vậy. Còn cái cửa sổ này tôi đục là tứ quý. Cửa sổ không dùng bằng song mà nó đục bằng bức tranh luôn. Đấy, tứ quý hết. Cái sự công phu tỉ mỉ của bác. Tủ này là tủ chè nha. Tủ đấy là tủ chè để mộc. Vâng. Ngày xưa làm để mộc thì thôi chứ không sơn. Vâng. Đây là sơn. Để bác Vĩnh ba cái chi tiết tả này thì cái nhà này phải hết ngày. Bởi vì cái này thì cái tích của nó thì nhiều lắm. Nhiều lắm cho nên chúng ta chữ nghĩa của nó ấy lắm, nhiều khi người ta vào người ta hỏi mình bảo nó phải từ từ, rồi ai mà từ mới cái đấy. Đúng rồi. Còn tất cả những cái bức tranh, những cái khám thờ, những cái cửa võng và của cung giữa và hai cung là đều có tích của nó hết. Và những cái quạt và tất cả những cái bức tranh đấy, những cái bức tranh kia là bát tiên quy tụ, tức là tám ông tiên quy tụ đây này. À? Ừ, đấy đúng chỗ này đây. Rồi đấy là để về để tiên đông tiên bà là người thì dạy học cho những người người ta không có chữ này, người thì lấy thuốc chữa bệnh này. Những bức tranh này đều có ý nghĩa riêng hết nhá. Có ý nghĩa. Mà thôi nó rất là dài. Chữ nho nhiều khi nói người ta hỏi như các chú hỏi các chú không rõ ràng là mình đọc thì kiểu người ta lại cứ tưởng là mình nói sai, không phải người ta. Vâng. Người ta hỏi nhưng người ta hỏi nó không ấy, mình trả lời nó sai là sai, làm sao được. Đây nha, đây là cái bức bên này cũng thế. Thôi cũng tương tự. Đây cái bức cửa võng này gọi là Hồng Công Phù Dung Trĩ. Tức là hồng là bông hoa hồng ở giữa, công là đôi công trầu vào cái bông hoa hồng. Và cái những cái bông hoa phù dung và những con chim trĩ. Đấy gọi là Hồng Công Phù Dung Trĩ. Cái quạt bên này. Còn sao? Quạt này là đôi khổng tước ở giữa. Chú hiểu không? Đấy, nó là vào bên kia là mai điểu. Đấy, bên này là trúc mai. Đấy, nó công phu quá, nó ý nghĩa như vậy. Đây. Còn cái này gọi là y môn này là hạc trầu đỉnh, tức là đôi hạc trầu vào cái đỉnh hương đấy. Vâng. Còn bên này là tùng lộc, bên này là tùng lộc, còn bên này là cúc kê. Vâng. Cúc là có nghĩa là cây cúc và kê là con gà đấy. Vâng. Đấy mà cúc đấy là cúc dỗi, đục nó lâu lắm, nó không phải như kiểu cái cúc. Vâng. Kia đâu. Đây nhá, còn khu vực dưới này. Còn đây là cái bộ trục này, là cái lèo trên là lèo tứ dân. Tứ dân có nghĩa là sĩ nông công thương đấy. Vâng. Thời cải cách ngày xưa đấy. Còn cái lèo dưới của nó là lèo bát tiên. Vâng. Vâng. Chúng ta đi ra ngoài cái bức tranh cuối cùng bên ngoài cửa đấy nhá. Vâng, đây nhá, đây là cái bức cuối cùng của cái... bức này bức bên trái nhá, trái của cửa cái ra bức vào. Này là gọi là cội nguồn. Vâng. Đấy, hay là còn gọi là Âu Lạc, tức là sinh ra loài người đấy, dòng. Vâng. Máu Lạc Hồng 4.000 năm đấy. Vâng. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, thì cái tích của nó thì nó dài, nếu nó kể chuyện nó dài lắm thì ông chỉ quay vậy thôi. Đây là cha Lạc Long Quân, kia là mẹ Âu Cơ này đấy. Nó bắt đầu là đây là cha Lạc Long Quân này đấy. Trăm con trăm cháu này đây, còn đây là mẹ Âu Cơ đang cầm nắm lúa này. Đây, đúng đây không? Là cái nhà dân đấy, mẹ Âu Cơ đấy. Đấy. Còn khi mà xuất phát là cái bông sen này có trăm quả trứng này. Đấy, từ trăm quả trứng đấy. Đây là, hả? Là đấy, là nở ra từng người con một đấy. Còn bên kia là Long, bên kia là Phúc. Ở miền Nam gọi là Phúc, còn mình gọi là Phượng. Tích của nó là đầu tiên giao tranh những người tinh cơ. Long Phúc. Xong bắt đầu hai người bắt đầu với kỳ duyên với nhau, bắt đầu với...
quá công phu tìm Phượng mới đẻ được ra cái mấy âu cơ mới đẻ được cái bọc trứng kia. Ồ. Dần dần mới sinh ra những người con, những bức phù điêu siêu đẳng, quá đẹp. Bức này trong ngoài nó lục lâu lắm đấy, không phải không. Và người đây là con lạc cháu hồng. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.